Đi câu chống dịch Covid-19 anh em nhá. Hồ câu 2 lít nhá. Cứ em biết trong phao một tí em ơi. Đấy tầm đấy cũng được, xong là tí nữa kéo sọ đấy đúng không? Cứ chỗ đấy đi. Đấy cứ tầm đấy nó được, đẹp 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 đẹp. Ô thôi cùng này vẫn bị vào trong tí thôi. Đấy đẹp à? Đấy cứ thế đi. Thì anh kéo cứ lại sao được. Rồi, ok. Ui. Ôi, hỏng mất cục rồi. Ôi. Ôi, nhưng mà ném cho nó cũng cho nó gọn gọn một tí cũng rồi, lúc đánh nó khó. Đấy, cứ thế là đẹp. Được. Ngon đấy, mới hỏng hết, mới hỏng hai cục rồi. Ok, thế này là ngon rồi. Ôi lại xa quá. Cũng tương đối bị hỏng mấy cục thôi, 6-7 cục thôi. Hui. To quá. Được. Đây, 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 đây. Okay. Bình tĩnh thôi em ơi. Cẩn thận lục. Ê, đổ bờ, đổ bờ. Déo, déo. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Dựng cần lên tí, hơi hơi dựng cần lên tí nào. Hơi dựng cần lên tí em ơi. Đấy, không phải gà đâu Hào ơi. Không, 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 không phải gà đâu. Cứ từ từ bình tĩnh xong đi. Quả nhỉ, quả nhíu đẹp thế. Cá này lại còn gà nữa à. Cái tối ăn. Mẹ. Có bể á? Có bể. Mẹ. Anh vào đi mẹ, dọn bể sao chạy được thế nhanh. Nhanh vào đến nơi rồi mẹ đây. Thôi, dọn bể có con dọn bể nó chạy được như thế. Không, nhìn thấy trắng rồi, không phải dọn bể đâu. Đây này mẹ to, ôi trôi, lại đéo về mẹ luôn, còn trôi. Đây là mắt có đúng. Ôi trôi bé. Hào, 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 Hào ơi, cầm quay của anh cái. Đây anh. Tay em đang run run vì trận đòn hôm trước. Ôi giời, đéo nó vật. Cụ tổ mà đi, nó vật nó đéo được vật của mình. Rách cái đéo rồi, mở máy rồi. Vẫn được còn được. Con này chấm rồi. Chối lên. Tì đẹp như ma. Thúc vào bờ đấy. Có đuổi không? Bo sắc thế. Hả? Chứ không nhiều bo cho chạy. Còn lâu mới vừa. Chấm thôi. Chấm. Vừa cái kéo thì vừa đuổi ra. Vậy dậy này. Đuổi cái dạ. Chỗ lúc vào đây này nó cắm vào đây mà chọc. Mẹ lâu lắm. Khi mấy để em cho cái trước của em nó luồn vạ cho anh dòng. Đứng đây. Đen. Trắng. Sâu, đóng sâu thoải mái. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Sâu và xuống. Đi đây.
Bung rồi, bung rồi. Từ từ nha, lên đi. Bung bố rồi còn đâu. Ê nó mất. Mẹ mãi được con cá mất rồi. Con này là con chấm cũ sao ấy, đẹp. Chấm cũ, chấm cũ. Lại lên hàng anh em nhá. Chạy kiểu này chưa chắc đã phải mè đâu. Ông kéo lại chấm trôi rồi. Ui, chấm đen rồi, chấm đen rồi, chấm đen rồi, 20 cân. Ui, đẩy sang bên này em, đẩy sang bên này nó đổ, đừng cho đổ bờ. Dựng cân lên một tí. Trôi à, lại trôi gấu à. Heo nổ, bài mồi trôi mè đéo lên toàn chấm mới trôi này. Chết giờ. Hôm nay tất cả cho em nó chỉ đạo anh em nhá. Ôi, vẫn đang khỏe, trôi, lại trôi nổi rồi. Mày bảo nó đi đâu rồi? Hôm nay khoảng mấy cân? Nó bố sao rồi? Chạy về lấy cái kéo. Chả bé đâu, ăn được đấy. Kéo trong túi này. Ăn được. Kéo to hả anh? Đánh hầu à, Ờ, con này nhỏ hơn rồi. Nó chạy rồi đấy. Nhỏ hơn nhưng mà cũng phải cân rưỡi. Con này phải 15 cân. Lổi đã. Ôi, thế này mà lại còn bé. Con lúc đầu, à ừ, chị bé hơn con lúc đầu nhưng mà con này cũng to. Cái con em thả đi rồi, bây giờ em mới bắt. Tầm đôi cân. Đôi cân. Bé hơn hai con. Thế là còn muốn thế nào nữa? Không lấy đá à? Kéo cân anh Tuấn. Ô, hôm nay cần của em. Lô. Ờ, ok. anh cầm cả kim cả, chơi đấy. Hải phụ trách quản thả cá. Đấy. Thôi ôi. Nói gì đi anh em. Nói gì đi cho ngầu. Đấy, con này bé. Đấy, tốt. Con này phải được. Đôi cân thừa. Này chặt. Thôi tối cứ câu cá thì câu đi anh em tối ăn cá đi cho em còn trắng luôn. Em về. Em không ăn nữa. Vâng, thế thôi đúng không? Xuất thế thôi đúng không? Nặng quá. Ui, vẫn chưa đầy túi, phải đầy túi. Lôi cục đá luôn đây. Mọi hôm có cái móc sắt để đóng mà nó chạy mất tiêu. Đè đá lên được mà. Đèn đá luôn nha. Mày thích bày thẳng luôn. Thôi, bình tĩnh đi em. Chấm hay là gì đây? Vớ vẩn chấm đen đấy tổ ạ. Trôi. Trôi ạ. Trôi lại bao cá kìa anh em ơi. Quá ghê. Đấy là trôi to đấy. Sáng bung đấy tổ ạ. Xem nó vào đâu. Em đóng quả em bung sao được. Bình tĩnh đi em ơi. Hôm nay toán cho các em của mình làm việc. Trúng mồm. Ôi. Bằng đấy. Con cuối. Nhỉnh hơn con cuối tí. To hơn con cuối. Ôi giời, thế đéo nó một lưỡi xỏ vào trong mồm đây. Ông câu đơn à? Chân dẫm được rồi. Đấy, nó phải biết câu cơ. Nháy mắt trước. Từ mày rồi, phát sau này tụt phát oánh vỡ mồm mày luôn. Anh ấy cho lưỡi ra đã, từ anh cầm cá. Từ anh Tùng ơi. Anh ấy cho em cái lưỡi ra đã. Bắt cá trước. Ôi đấy. Ôi, cẩn thận móc vào lưỡi. Rồi. Đấy. Tuấn bỏ lên tụi cá lên. Mười mấy con rồi. Chắc 15 chưa? 14, 12 đấy hả? Cá từ sáng tới anh vượt mà.
Đấy là. Sầu này làm sao mà ra được. Chết nửa lưỡi. Có vừa không em? Ok. Thế là ngon rồi. Con tiều con chấm đen nữa anh. Đấy, con này to nhất này thầy. Chấm này to nhất này. Giờ ông bảo nó nổi ở đâu để tôi hớt. Đùa anh Tuấn ạ, anh mà không gọi điện chửi thành mà anh có nổi.